Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Xác suất xảy ra tai nạn máy bay chỉ ở mức 0,00001%, thế nhưng một khi rủi ro xảy ra, cơ hội sống sót lại cực kỳ thấp. Vào ngày 26 tháng 1 năm 1972, một thảm họa hàng không kinh hoàng đã xảy ra tại Tiệp Khắc, nay là Slovakia và Séc, cướp đi sinh mạng của 27 người trên máy bay số hiệu JAT-367 của hãng hàng không Czech Airways. Chiếc máy bay vốn khởi hành từ Stockholm, Thụy Điển đến Belgrade, Serbia với các điểm dừng ở Copenhagen, Đan Mạch và Zagreb, Croatia. Thế nhưng khi đang ở độ cao 10.160m trên không phận Tiệp Khắc, máy bay đã nổ tung giữa bầu trời. Cả thế giới phải bàng hoàng khi phát hiện ra một người trên máy bay đã không chết. Đó là nữ tiếp viên 22 tuổi tên Vesna Vulovic, người Serbia. Vào đêm 26 tháng 1 năm 1972, Bruno Honk, một người dân làng hẻo lánh người Tiệp Khắc, đã nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng chưa từng thấy. Ông cùng các hàng xóm đã kéo ra ngoài xem xét. Họ đi mãi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một chiếc máy bay đã vỡ vụn tan tành ở khu vực làng bên. Tại hiện trường thương tâm, những làn khói vẫn bốc lên nghi ngút. Ông Honk đã cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của người sống sót để cứu nạn, dù dường như đó là một ý nghĩ hoang đường. Thế nhưng ông thực sự đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm thoi thóp trong đống đổ nát. Thấy cô gái vẫn thở, ông Hoàng đã cố gắng sơ cứu cho nạn nhân. Vì khu vực xảy ra tai nạn là vùng sâu vùng xa, vài tiếng sau cứu hộ mới tới nơi. Nữ tiếp viên Vesna Volovic, người duy nhất sống sót được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Xương sườn, xương chậu và xương chân của cô đều bị gãy, hộp sọ cũng bị nứt và xuất huyết nội sọ. Vesna Volovic được điều trị trong bệnh viện suốt 10 tháng trời trong tình trạng hôn mê sâu. Cùng lúc này, truyền thông thế giới, giới y học, khoa học đều vô cùng tò mò lý do gì khiến cô gái trẻ lại có thể sống sót được khi rơi từ độ cao khủng khiếp như vậy. Trong khi đó, cả 27 người khác đều phải chịu cái chết thương tâm, thi thể không thể nguyên vẹn. Tất cả đều hồi hộp chờ Vesna tỉnh dậy để có thể giải đáp cho câu chuyện kỳ tích quá khó tin này. Thế nhưng, vào giây phút tỉnh lại, nữ tiếp viên cho biết cô đã không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày định mệnh đó. Trong điều kiện bình thường, tất cả những người rơi từ độ cao 10.000m như Vesna Volovic đều không có cơ hội sống sót. Họ không tử vong vì bị thương do tiếp đất, mà trước hết đều đã chết ngay từ khi còn ở trong máy bay. Lý do là vì khi giảm độ cao đột ngột, huyết áp trong cơ thể con người sẽ tăng rất mạnh, tạo ra tình trạng nổ tim. Vậy là mà nữ tiếp viên lại có thể tránh khỏi mọi định luật thông thường. Vì chính bản thân nạn nhân không còn ký ức, các nhà khoa học đã phải điên đầu đi tìm lời giải trong nhiều năm. Trước hết, dựa vào các vật chứng để lại ở hiện trường, cùng suy đoán từ vết thương trên người Vesna, các chuyên gia cho rằng cô gái này đã không bị văng ra khỏi máy bay trong giây phút nó nổ tung. Cô đã mắc kẹt trong một chiếc xe đẩy hàng, hoặc chính Vesna đã nhanh trí chui vào đây vì nghĩ nó sẽ giúp giảm thiểu va chạm nếu mình bị rơi xuống. Chiếc xe đẩy này lại được kẹp chặt vào một phần thân máy bay, nên khi văng ra, nữ tiếp viên đã được bao bọc khá kỹ. Sau đó, cô tiếp tục lại được thần may mắn gõ cửa vì đã rơi xuống một tán cây rất to trên núi. Vesna vẫn bị rơi từ cây xuống đất, nhưng tốc độ rơi không cao và còn ngã xuống nền tuyết. Vesna cũng đã ở phần đuôi máy bay, vốn đã được đánh giá là an toàn nhất. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ, vì không ai có thể giải thích được vì sao Vesna đã không chết ngay từ khi còn ở trên máy bay. Bằng một phép màu nào đó, cơ thể của cô vẫn chịu được việc tăng huyết áp cực lớn và không bị nổ tim thảm khốc như người bình thường. Sau khi bình phục lại sức khỏe, trái với suy nghĩ của mọi người, Vesna Volovic không bị ám ảnh quá khứ mà vẫn quyết định tiếp tục công việc tiếp viên hàng không của mình. Cô né tránh truyền thông, không hợp tác với các nhà khoa học muốn điều tra vụ việc mà chỉ muốn sống cuộc đời bình yên. Năm 2016, người sống sót kỳ diệu qua đời trong căn hộ riêng của bà ở Belgrade, hưởng thọ 66 tuổi. Mãi đến những năm trung niên, Vesna mới tiết lộ một câu chuyện thầm kín của mình và đây nhiều khả năng chính là chìa khóa lý giải cho cú ngã ngoạn mục năm xưa. Ngay từ khi sinh ra, Vesna Volovic đã mắc bệnh tim bẩm sinh và có huyết áp thấp hơn rất nhiều người bình thường.
Với bệnh huyết áp thấp nặng như vậy, lẽ ra Vesna Volovic đã không bao giờ được chấp nhận làm công việc thường xuyên bay trên trời. Vào ngày phỏng vấn cho hãng Jet Airways, cô đã gian lận bằng cách uống thật nhiều cà phê đen để tăng huyết áp và vượt qua bài kiểm tra sức khỏe trót lọt. Không ai ngờ rằng chính căn bệnh này lại là bí mật giúp Vesna không bị gặp tình trạng nổ tim khi rơi xuống từ độ cao hơn 10.000 mét. Dù được người đời luôn cho là quá may mắn, bản thân nữ tiếp viên cho biết cô không hề thấy may mắn và vụ tai nạn cũng đã hủy hoại cuộc đời cô. Ban đầu, Vesna không phải là tiếp viên phải phục vụ trên chuyến bay định mệnh đó. Một tiếp viên đã gặp sự cố đột ngột nên cô phải thay vị trí. Nếu tôi là người may mắn, tôi đã không bao giờ phải lên chuyến bay đó ngay từ đầu, Vesna nói. Vào ngày 25 tháng 5, Cung điện Kensington đã công bố huy hiệu đại diện của công nương Meghan được chính nữ hoàng Anh phê chuẩn. Việc công nương Meghan có huy hiệu cho riêng mình một lần nữa đã phá vỡ quy tắc hoàng gia Anh. Theo truyền thống, hoàng gia sẽ trao huy hiệu gia đình cho cha của cô dâu trước đám cưới. Tuy nhiên, do xuất hiện những vụ lùm xùm không đáng có xuất phát từ gia đình Meghan nên hoàng gia quyết định trao huy hiệu đại diện cho cô dâu mới. Theo Thomas Walcott, người thiết kế mẫu huy hiệu cho Meghan, đây là huy hiệu có vẻ đẹp hài hòa, vừa mang đặc trưng riêng của nữ công tước xứ Sussex, vừa mang nét lịch sự của hoàng gia Anh. Đặc biệt, hình ảnh con chim đang hót gây ấn tượng mạnh với mọi người. Con chim hót sải cánh tung bay cùng với ba sợi lông chim tượng trưng cho sức mạnh của giao tiếp, ngôn ngữ là biểu tượng đại diện cho công nương Meghan. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã tinh ý nhận ra điểm bất thường về con chim biểu tượng này. Đó là hình chiếc vương miện ở cổ con chim, khiến con chim cảm tưởng như đang bị bóp nghẹt. Nhìn bên ngoài có vẻ là bất thường, nhưng thực tế đây là điều hoàn toàn bình thường. Bởi theo truyền thống, những người sinh ra trong hoàng gia, biểu tượng sẽ đội vương miện ở trên đầu. Còn đối với những ai kết hôn với người của hoàng gia, thì vương miện sẽ được đặt ở cổ. Do đó, con chim hót đại diện cho công nương Meghan có vương miện ở cổ là điều hoàn toàn tự nhiên và đúng theo truyền thống hoàng gia Anh. Nhìn chung, huy hiệu của công nương Meghan vẫn là một mẫu huy hiệu được đánh giá cao cả phần hình ảnh lẫn ý nghĩa. Và trong thời gian sắp tới, nhiều người tin rằng công nương Meghan sẽ mang đến cho hoàng gia Anh một làn gió mới, hiện đại và mới mẻ hơn.